Thiện không cầu, ác không sợ. Rất nhiều người cho là làm điều ác không thể vãng sanh. Nhưng theo Tổ Thân Loan dạy, nếu ai nói như vậy là thiếu tính tâm đại nguyện và không hiểu gì cả về nghiệp quả của điều thiện và điều ác. Khi bước vào tu, trên tinh thần đạo Phật là nguyện không làm việc ác, nguyện không bỏ chút lành nguyện rửa lòng trong sạch nhưng nghiệp của chúng sanh đã tạo từ vô thủy kiếp khi nó trổ ra rất mạnh làm ác làm quấy nhưng không tự chủ được có tìm cách trốn tránh cũng không được chỉ trừ biết tu trì còn không khó lắm nghiệp lực sẽ cuốn lôi mặc dù cưỡng lại cũng không được khi nghiệp trổ ra xoay vần trả quả tự nhiên là vậy. Ví dụ như một người từ kiếp nào vay của một người khác một sinh mạng có một cái đầu. Nhân duyên quay lại, nghiệp quả phải trả, thì người này sớm muộn gì cũng bị người ta giết hại sanh mạng lại thôi. Vì người kia khi mất mạng, có lời nguyện, thì dầu người này có né tránh cũng không được. Nghiệp chiêu cảm khiến người kia giết người không chủ động được Đức Phật thấy chúng sanh thật mê lầm, tạo nghiệp nhân quả xoay chuyển, bị người ta oán thù lại, đền mạng và đòi mạng, vay trả nghiệp xoay vần, mãi oan oan tương báo, chúng sanh đau khổ mãi, giết chóc sát hại lẫn nhau mãi. Cho nên, Ngài phát 48 lời đại nguyện cứu giúp cho những người làm ác được sanh về cõi Phật, tu tập xóa bỏ những lỗi lầm đã gây ra. Cho nên, trong lúc ngu si mê muội lỡ gây ra nghiệp ác thì không thể nói rằng lỡ làm điều ác thì ngăn cản sự vãng sanh là không đúng. Không hiểu tinh thần đại nguyện từ bi của Phật A Di Đà và càng không hiểu nghiệp quả của điều thiện và ác. Tổ Thân Loan nói: Cố ý làm điều thiện là do nghiệp quả và ưa thích làm điều ác cũng do nghiệp quả. Chúng sanh ai cũng có tự tánh Phật, nên cố ý làm điều thiện cũng do nghiệp quả, và khi nghiệp nổi lên, ưa thích làm điều ác. Có người sinh ra, lớn lên, gặp điều thiện là muốn làm. Giúp người được thì giúp, có người lại bỏng sẻn, chỉ biết mình không biết người khác. Người mà thích giúp người khác là tiền kiếp có tâm lành, tự nhiên thấy người khó khăn thì muốn giúp còn người làm điều ác sai quấy không tự chủ cũng do nghiệp quả nhân quả nghiệp báo trên cuộc đời này đạo phật nói rất nhiều hiểu không tới mỗi một hành động dù nhỏ như một hạt vi trần nếu gặp phải cũng do nghiệp nhân trên bước đường tu để đi đến quả phật mà có những tội nhỏ chi ly nếu mà chi ly quá ráng dữ không dám làm không dám phạm thì không đi đến đạo quả được. Chúng sanh không thể không phạm tội vì làm ác quấy nhiều hơn làm việc thiện nên khó tiến đến quả giải thoát. Khi niệm bất thiện khởi lên là tội tạo nên nghiệp nhân. Khi quên không tỉnh giấc niệm Phật thì đã sai phạm rồi. Mặc dù là người tu nhưng nếu đem tội phước ra cân phân thì có chừng tội nhiều hơn phước. Nếu không biết thì thôi Còn khi biết đến đại nguyện Phật A-di-đà Thì tin trọn vẹn Sám hối ăn năn Rồi lo niệm Phật Nếu dè dặt quá Cứ ăn năn buồn phiền hối hận hoài Ta không tu được Hãy giao nghiệp cho Phật Vì Phật đã hứa giúp mình Mang cả áo nghiệp đi về Tây Phương Những người nghiệp tội như mình Phật rất thương và nguyện cứu vớt mình Cho nên Ngày đêm tri ân Phật niệm Phật cho nhiều. Tin tưởng rằng thiện ác theo kiến giải của mình là không hiểu gì về đại nguyện. Tại sao Tổ khẳng định như vậy? Cái hiểu biết về thiện ác thường tình của người tu là nhất định phải làm điều thiện không chấp nhận điều ác. Làm ác không thoát khỏi ba đường khổ. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Dĩ nhiên là vậy, không phải sai. Đúng luật nhân quả nhưng Phật A Di Đà nhìn thấu suốt hơn nữa, chúng sanh mê lầm là do chủng tử nghiệp từ buổi đầu, nhân quả tiền kiếp. Như người tạo nghiệp sát sanh thì sanh vào làng chài lưới, giết hàng nghìn, hàng muôn con cá một cách tự nhiên, một cách vô tâm không hay biết. Còn những người không tạo nghiệp sát thì không sanh vào làng chài lưới được. Chúng sanh từ chỗ gây nghiệp quả ngu muội từ tiền kiếp bây giờ phải trả có những nghiệp nổi lên không hề hay biết, không hề dụng tâm. Nghề nghiệp khiến như vậy. Như bây giờ Phật tử ăn chay, bảo giết một con cá cũng không dám giết. Trong tâm luôn nghĩ làm lành tránh ác, vì Phật tử quen làm lành, bảo làm ác không làm được. Mặt khác, nhiều người cho là buôn câu, bủa lưới bắt cá, săn bắn giả thú, chim muông, làm kế sinh nhai. Nhìn mặt ngoài thì cho là người buôn bán tốt hơn người làm nghề chài lưới săn bắn tội nặng. Nhất phá sơn lâm, nhị đâm hà bá. Tổ dạy là cả hai đều do nghiệp quả sai sử. Kiếp trước tạo nghiệp nặng thì đi vào làng chài lưới, nhẹ một chút thì đi vào nghề buôn bán để sinh sống cũng thế thôi. Cả hai, nếu niệm Phật cầu vãng sanh thì Phật bình đẳng vẫn trước Tuy nhiên, bề ngoài người săn bắn nghiệp lực vẫn nặng hơn người buôn bán, nhưng đại nguyện A Di Đà rất từ bi. Những người sanh vào gia đình chài lưới thì khi bắt cá không dụng tâm. Rồi con cái lớn lên, tiếp tục nghiệp của cha, cũng đi làm nghề biển đánh cá để làm kế sinh nhai. Phật đã thấy như thế nên không phân biệt. Dù buôn bán, dù thiện tu trì giữ giới, dầu cho làm nghề sát sanh, vẫn được Phật trước. Điều này Phật tử phải hiểu rõ. Nhưng rất nhiều người không tin như vậy. Ngay cả hàng đại Bồ Tát còn không tin được. Cho nên Phật nói năng tính chi pháp. Mỗi lời Tổ nói rất bình thường nhưng rất sâu xa. Tổ dạy nếu thi hành giới luật là phương tiện tin vào đại nguyện, thì làm sao chúng ta thoát ra khỏi phạm vi của cuộc đời bào ảnh này? tu trì, gốc là giới định tuệ. Nhưng nếu nói rằng phải giữ giới luật, tuân phục giới luật và xem đó là phương tiện duy nhất để tin vào đại nguyện, cảm thông được với đại nguyện, thì mới được Phật tiếp dẫn, thì tổ nói không thể nào giải thoát khỏi cuộc đời bào ảnh này, tức là không ai về cõi Phật được. Tổ không chấp nhận vì không ai thọ trì tam quy ngũ giới giữ trọn vẹn trong sạch hết nếu bắt buộc phải giữ giới trong sạch mới về cõi phật là sai và nếu truyền bá rất nguy hiểm làm cho nhiều người thoái chuyển không niệm phật được không cầu về cõi phật tổ khuyên đừng sợ hãi phật biết rõ nghiệp quả của chúng sanh một khi không giữ giới trọn vẹn nếu thành lòng niệm phật phật vẫn tiếp dẫn đây là điểm hết sức đặc biệt của đại nguyện phật tử tin được thấy rất an ổn niệm phật và rất hãnh diện khi mình có được nhân duyên gặp được đại nguyện hãnh diện sống và vui vẻ tu trì đừng lo nghĩ có người nghe tổ dạy làm điều ác đại nguyện sẽ cứu độ nghe vậy làm điều ác tổ thân loan nghe chuyện này đã viết ra một lá thư gửi cho người này nếu bảo đã có thuốc hay thì cần gì bạn phải uống độc dược nữa thuốc hay là thuốc a di đà phật trị bệnh thân và tâm bây giờ đã có đại nguyện phật a di đà thì tại sao lại làm ác quấy hiểu quá lệch lạc tổ dạy rất rõ nhưng vì hiểu có một mặt người làm ác là do nghiệp quả nặng từ tiền kiếp khi nghiệp nổi lên là làm mà không biết chứ đừng nghĩ làm ác phật vẫn rước rồi cứ thế làm ác thay vì niệm ác bây giờ niệm a di đà phật là thuốc chữa lành nghiệp. Từ nhiều kiếp có thuốc không uống mà uống thuốc độc. Đây là người u mê chứ không tỉnh. Nhà Phật nói là ngu si, mê muội. Có nhiều người cũng tu niệm Phật, cũng phát nguyện về cực lạc nhưng không nghiên cứu về đại nguyện nên hiểu lệch. Chỉ có người thiện lương niệm Phật mới về cõi Phật được. Những người này họ không theo đúng tinh thần đại nguyện là đới nghiệp vãng sanh, điểm quan trọng nhất trong pháp môn tịnh độ. Cho nên, tổ nhấn mạnh những người tu tự lực quả quyết một cách thiển cận. Tu thiện tích đức mới là đúng nhất. Tổ cho những người này cũng là ngu si, mê muội cực điểm. Vì nếu nói những người thiện lương mới sanh về cực lạc, thì không bao giờ những người hạ căng được về cõi Phật mà thành phần hạ căn rất nhiều. Nếu ý mình nghe Pháp nhiều, cho là đầy đủ sáng suốt hiểu biết, không nương vào đại nguyện, thì cũng không vãng sanh. Dù cho hạ căn tạo tội, nương vào đại nguyện niệm Phật, phát nguyện vãng sanh, vẫn được vãng sanh. Cho nên, việc tu tịnh độ, có một số người vãng sanh, một số người không vãng sanh. Tổ Pháp Nhiên và Thân Loan luôn xoáy vào lòng từ bi của phật a di đà để hàng phật tử tin tưởng đại nguyện bình tâm tu trì không mong cầu điều thiện không sợ hãi lo lắng đã tạo điều ác thiện ác thị phi không cần biết một lòng niệm phật cầu vãng sanh chắc chắn được vãng sanh thiện ác về mặt thô mình chỉ nhận biết được ra một phần còn thiện ác về mặt vi tế không nhận ra được hết tốt nhất không cần phân bua đến việc thiện ác vì mình không đủ thông minh sáng suốt để nhận định, chuyện này để Phật lo, tập làm ngu phu ngu phụ khiêm cung hạ mình, thấy mình không biết gì nhiều, chỉ biết niệm Phật. Giao nghiệp cho Phật. Trong kinh Quán vô lượng thọ, Đức Phật Thích Ca nói: Thành lòng niệm danh hiệu Phật A Di Đà thì trừ được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Vậy tại sao có người niệm Phật được chuyển nghiệp, có người lại không? Đây là do sự thành lòng hay không thành lòng? Thế nào là thành lòng? Khi nghe đại nguyện Phật A-di-đà, nguyện cứu Phước mình, mười niệm, một niệm Phật cũng cứu trong tâm, tin tưởng mà không đáng đo, suy lường, phó thác cho Phật, tin một cách chân thật. Thì thành lòng niệm Phật, ham thích niệm Phật, ai nói gì cũng niệm Phật, tha thiết niệm phật thế nào là không thành lòng niềm tin không chân thật tâm khởi nghi đủ thứ miệng lòng không ăn nhau hoặc niệm phật chỉ để trừ vọng tưởng phiền não trong tâm không tin hồng danh phật chuyển hóa nghiệp lực từ chỗ không thành lòng tin thì niệm phật rất rớt hỏi sao phật không độ phật cứu mình là điều chắc thật nhưng hỏi lại lòng mình có thiệt tin không có thiệt lòng niệm Phật hay không? Có thành lòng giao cái nghiệp khổ khó cho Phật không hay dành lo với Phật? Phật phát lời đại nguyện vì mình đó. Mình là con Phật làm gì cha biết hết. Phật luôn chiếu hào quang soi sáng, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật mãi không bỏ, cũng như cha mẹ thương con, một niệm cũng không rời con. Miệng niệm Phật mà lòng không tin, Phật biết hết, niệm bao nhiêu cũng không cảm được không cảm sao ứng. Bình thường niệm Phật lơ là khi gặp chuyện quên tuốt, niệm danh hiệu Phật khác, trì chú, cúng tế, Phật nguyện lo cho mình. Phật biết Phật sẽ làm gì cho mình, Phật biết chúng sanh sanh nghiệp quá nặng, nên chỉ dạy một việc duy nhất là niệm danh hiệu Ngài. Không phải làm gì cực khổ, nhưng nghiệp khiến không tin sâu, không tin thành lòng, cho nên không vãng sanh. Vì vậy chư Phật Bồ Tát thị hiện ở cõi Ta Bà rất nhiều để dạy cho chúng sanh có niềm tin. Tin được là khó trong các điều khó nhất. Đừng lòng lo đói lo no, làm lành niệm Phật, Phật lo cho mình. Đừng lòng lo đói lo no là đừng lo phải, lo quấy, lo giàu, lo nghèo. Làm lành có phước, niệm Phật thì Phật lo cho mình, Phật sẽ rước mình về Tây Phương, ai cũng muốn hết khổ nhưng không biết giải khổ nên khổ chồng khổ thêm đừng đi tìm phương cách giải khổ ở đâu hết giao cái nghiệp cái khổ cho phật lo đi lo niệm phật là trở lại ông phật tâm của mình đầy đủ sáng suốt đầy đủ phước đức và công đức phật trợ duyên soi sáng cho mình phật biết phật sẽ làm gì để mình hết khổ khổ là do mê khi niệm phật là tâm trở nên bình tĩnh sáng suốt vấn đề bây giờ là phật giải quyết chứ không phải mình than khổ mà không niệm phật là tâm loạn u ám hào quang phật không soi chiếu không giải được nghiệp nói sao phật không độ niệm phật không linh linh tại ngã bất linh tại ngã chuyện không đáng lo mà lo lâu ngày thành cái nghiệp nếu mình còn lo chưa giao phó cho phật thì không niệm phật được thế gian đủ chuyện khổ muốn được gì đó mà không được cũng là khổ đa sự đa duyên là khổ tính này tính kia tâm vọng động tính đâu trật đó là khổ lưới trời lồng lộng mảy lông không lọt nhân quả nếu không chấp nhận nhân quả là tạo nghiệp thêm nhân quả thiện ác nghiệp báo mình không thể biết được, chỉ có Phật mới biết hết được cái sâu thẳm của nhân quả thiện ác. Biết vậy, nghiệp đến vui vẻ trả nghiệp, lo niệm Phật, tức là đã giao nghiệp cho Phật. Phật tử tự tu pháp nào để diệt nghiệp, tu bao nhiêu mới hết ngã, rất khó khăn. Nếu mình không khéo tới giờ phút lâm chung, nghiệp cảnh hiện lên thì dắt vào trong cảnh khổ, tâm sợ hãi không nhớ niệm Phật. Cho nên tổ Triệt Ngộ nói: Tâm lực không chuyển được nghiệp mà tâm lực cộng Phật lực chuyển hết nghiệp lực. Tự mình không chuyển được phải chuyển giao cho Phật, tức nương nhờ Phật lực chuyển cho mình. Nói vậy thì không phải giao cho Phật không niệm Phật mà phải nỗ lực niệm Phật chứ không phải Phật gánh nghiệp lo ăn chơi vui vẻ thì không được. Phật A đà có đại nguyện cứu độ không phân biệt thiện ác trí ngu chỉ cần xưng danh hiệu ngài thì được ngài cứu độ ngài đưa tay ra sẵn sàng cứu vớt mình ra khỏi sông mê nhưng tại sao phật tử quay lưng lại với phật điều này do niềm tin của mình không rõ ràng lo lắng băn khoăn mình nghiệp nặng phật có rước không phật tử nên biết người khôn biết tội tánh không thản nhiên chẳng sợ trong vòng tử sanh. Nghiệp là bóng huyễn, tội tánh vốn là không thiệt, thì nên xả để trong lòng hoài là khổ, thành lòng ăn năn sám hối rồi lo niệm Phật. Nghiệp gì đi nữa, Phật cũng lãnh hết. Nếu còn nghiệp thì mang cả áo nghiệp về Tây phương, Phật tử nhớ là sám hối rồi, không nên tái phạm. Đừng bên vực cái nghiệp của mình tâm mình chứa cái xấu nhiều hơn cái tốt. Niệm Phật thấy khinh an, nhưng cái nghiệp khiến mình phiền não trở lại, không hưởng an vui trọn vẹn. Nay niệm Phật, nay độ sanh, độ chúng sanh. Phiền não trong tâm Tâm lý ai mà vừa ý thì thương, ai sai ý thì ghét. Nếu cứ nghĩ cái xấu của người khác là đem cái xấu của người đó vô tâm mình, tâm mình nhiễm dơ, đen thui, Người ta si mê mà đối chọi với người ta Mình cũng si mê ám chướng Ai cũng có nghiệp Tại sao mình lại bên vực cái nghiệp của mình Mình cho mình trong sạch Lo chỉnh sửa người khác không lo chỉnh sửa mình Tu mà còn thương còn ghét là lệch Nhưng vượt qua được thì quá khó Tốt hết Thương ghét Nghiệp xấu Nghiệp tốt Giao hết cho Phật Lo nhiếp tâm niệm Phật Nghiệp chúng sanh đầy dẫy Mà mình cứ đi dòm ngó người này người khác là tu không được trong cuộc sống này vẫn nghĩ tưởng nhưng không dám làm hại ai cũng không đối đầu với cuộc sống mình bắt buộc phải ứng xử nhưng tâm nhớ vào pháp giới phật sư chỉ phật tử học pháp quán từ bi quán bát nhã nhưng quán là quán vậy thật ra không vượt qua được khổ khó phật tử nên nắm lấy đại nguyện nhớ phải niệm phật thì được Phật cứu, lúc nào cũng không dám rời xa danh hiệu Phật. Nhờ Phật trợ duyên soi sáng thì mới vượt qua được. Dù mình ở cảnh khổ nào Phật cũng cứu độ. Không nên ý vào sức tu của mình, nghiệp ập tới chống đỡ không nổi, không nhớ niệm Phật là đi vào cảnh khổ. Nhớ mình nghiệp nặng, công đức phước đức không có bao nhiêu, cho nên tri ân Phật thì mới ráng niệm Phật, trọn vẹn giao cho Phật niệm Phật quên mình Tổ thân loan cầu nguyện Phật gia hộ cho con ngày đêm Sư cũng làm theo tổ Con khổ, chúng sanh khổ Xin Phật cứu khổ Cầu xin Phật gia hộ cho con ngày đêm Những vọng niệm, những sở chấp Luôn tiềm ẩn trong tâm Cầu xin Phật, phải niệm Phật Phải nhờ hồng danh muôn đức A-di-đà Phật Chuyển hóa hết những nghiệp chướng Đã ăn sâu trong tâm cầu xin Phật giao hộ cho con, xin phó thác cho Phật, tiếp dẫn con về cõi Phật. Học làm Phật độ chúng sanh, chứ không cầu mong gì khác hơn. Cảm ơn nghịch cảnh. Đại sư Liên Trì có bài sám, trong đó có câu như sau. Con và chúng sanh khoáng kiếp đến nay, mê bản tịnh tâm, nhiễm ô ba nghiệp, buông tham sân si, vô lượng vô biên, tội cấu đã gây vô lượng vô biên nghiệp oan đã kết nhiễm tâm dễ động tịnh đức khó thành tức là nhiều kiếp đến nay do mê lầm không thấy được bản tâm vốn thanh tịnh nên không sống được tạo ba nghiệp về thân khẩu ý nên công đức tánh thanh tịnh không thành tựu đại sư tự nhận mình tạo bao nhiêu nghiệp thì huống chi mình đây nghiệp còn nặng đến đâu cho nên nghiệp đến vui lòng trả để tiến lên nất đạo nhiều người không hiểu đạo khi nghịch cảnh đến buồn phiền trách phật thì không nên phật thương mình độ mình không hết nhưng phật không gánh hết nghiệp cho mình chỉ cảm ứng được phần nào thôi sư luôn nghĩ như vậy nên hết sức tri ân phật sư gặp rất nhiều hoạn nạn quý sư nói ông sư thông nghiệp nặng nhất giáo đoàn sư chưa từng trách phật mà thầm cảm ơn phật Phật từ bi thương con, đáng lẽ nghiệp con nặng hơn nữa, nhờ Phật con đỡ đỡ, nếu không con chết rồi. Cho nên, sư sẵn sàng đón nhận tất cả những gì xấu nhất đến với mình. Mấy chục năm qua, sư gặp biết bao là nghịch cảnh hoạn nạn, bị xua đuổi cù bơ cù bất, vu oan, giá họa. Sư chỉ biết hướng về Phật kêu cứu, A-di-đà Phật, Phật thương con cứu con. Sư không hề oán trách, thầm cám ơn nhờ ông tôi mới thấy mình nghiệp nặng phước khinh chứng sâu huệ cạn tôi càng niệm phật nhiều hơn nữa nhờ vậy sư càng tin tưởng vào sự cứu độ của phật phật đã thương sư đỡ đần cho sư gánh nghiệp cho sư bình thường không gặp chuyện tu bình bình nhưng khi gặp chuyện sư nắm chặt a di đà phật không dám rời pháp giới phật bằng mọi giá không dám rời đại nguyện đại nguyện là cái phao cứu sư hàng triệu triệu kiếp a di đà phật không tiêu hoại vĩnh viễn vẫn là a di đà phật cuộc đời đầy đủ chuyện phiền toái đương đầu không nổi đâu sơ sẩy là đủ chuyện khổ đến với mình đối với người chống trái mình nếu thương được là thánh rồi đã nhập vào đại từ bi của phật chính tổ còn nói lòng từ bi nhỏ nhất nơi tôi cũng không có huống chi mình nếu không thương được thì đừng ghét sư thầm cầu nguyện người thù hằng sư sớm thành phật chuyện phải quấy để phật lo phần mình lo niệm phật thì lòng từ tự nhiên chan hòa nhập vào tâm đại bi của phật bao dung độ lượng thời kỳ này rất nhiều chuyện khổ khó tam giới bất an do như hỏa trạch đừng trốn chạy đi đâu hết tâm bất an thấy nơi đâu cũng không an càng tìm kiếm an tịnh tâm càng bấn loạn càng loạn động mọi chuyện tùy duyên ứng xử cuộc sống thế nào chấp nhận thế ấy phước báo đến đâu hưởng đến đó hiểu vậy tâm mới an việc đến dù thuận ý hay trái ý phải giải quyết ngay gốc tâm của mình tin phật chuyển giao cho phật quay trở về với a di đà phật thì nơi đây chính là niết bàn cực lạc. Nếu dùng danh hiệu Phật để tâm yên tĩnh thì khó vượt qua cảnh khổ này, còn nếu có niềm tin vào Phật lực, nương vào sự giá trị của Phật thì mới vượt qua cảnh khổ này. Mặc dù niệm Phật chưa thuần thục, nếu niệm Phật thuần mà niềm tin không có, tự lực mình chuyển nghiệp thì rất khó khăn. Phật tử đừng mong cầu nghịch cảnh đừng đến, lúc nào cũng thuận ý vừa lòng thì dễ sinh tâm kiêu mạn không có phúc trong cái họa có cái phúc có khổ mới luyện trí tu trì dùng trí tuệ để tiến tu trên đường đạo vì thấy rõ mình nghiệp nặng không đủ sức chuyển nghiệp phải nương vào sự giao hộ của Phật niệm Phật biến chứng duyên thành bồ đề phiền não đến dụng công tu trì chuyển thành bồ đề công đức tánh càng lớn thế nào là diệu dụng tâm Niệm Phật miết tới tạo nên một sức mạnh diệt trừ nghiệp chứng, chúng tử xấu không khởi lên được thì công đức càng lớn. Trở lại sống với ông Phật tâm của mình, đầy đủ sáng suốt, trí tuệ, đây là công đức tánh vô lượng phước báo. Nghịch cảnh đến niệm Phật nhiều hơn. Có nhiều công đức phước đức, vậy hãy cảm ơn nghịch cảnh. Nhưng cũng đừng mong nghịch cảnh đến để tiến mau trên đường đạo. Tâm mình yếu lắm, chịu không nổi đâu. Phiền não đến dồn dập chống đỡ không nổi. Cũng đừng mong trả hết nghiệp, sức tu còn kém. Đỡ không nổi sẽ thoái chuyển đạo. Đới nghiệp vãng sanh, tức là mang cả áo nghiệp về Tây Phương, thì tội gì trả cho hết nghiệp. Những người tu thiền, trước nhận bản tâm, nghiệp sạch tình không, các ngài nguyện sao thiền nguyện, còn mình đây trả nghiệp từ từ, chuyển từ từ. Nghiệp đến đâu, trả đến đó vui lòng trả, an nhiên tu tập. Đứng vững trong hào quang Phật A Di Đà. Phật tử đừng lấy làm lạ người tu hành chân chánh hay bị vu oan giáng họa. Trên bước đường tu, gặp những nạn tai họa là chuyện bình thường. Phật thầy nói, Phật còn tám nạn huống chi người chẳng phải ba tai. Tổ pháp nhân giáo tổ Tịnh độ tông Nhật Bản là đại Bồ Tát mà còn bị tố cáo đi ở tù với một danh hiệu xấu xa vì ngài quá nổi tiếng nên rất nhiều người theo ngài tu học bởi thế ngài bị hại đây cũng là gánh nặng cho chúng sanh tổ thân loan giáo tổ tình độ chân tông nhật bản là bậc hiền đức cũng bị hại vì tội nổi tiếng hơn người ta họ tìm đủ cách để vu oan ngài bị đi đài còn đệ tử ngài một số bị kết án tử hình Ngài đã nhắn nhủ đệ tử, dù người ta có chê pháp môn niệm Phật là nông cạn, dù người ta có chê mình là hạ liệt đáng khinh, thì cũng đừng tranh biện. Phải có niềm tin sắt đá, dù chúng ta có tội lỗi, nhưng vẫn được Phật a di đà cứu độ. Tức là dù gặp hoạn nạn, vẫn một lòng tin Phật cứu độ, vẫn niệm Phật, thì vững vàng an trú trong ánh hào quang cứu độ của Phật. Hòa thượng Quảng Khâm là bậc cao tăng khi ngài bị người ta vu khống ngài vẫn thẳng nhiên niệm phật cầu vãng sanh ngài nói như sau người ta cung kính lễ bái tôi vẫn niệm phật cầu vãng sanh người ta có chê tôi là người xấu tôi cũng niệm phật cầu vãng sanh nếu người ta nghi ngờ tôi là người xấu không đến chùa tôi nữa thì tôi có thời giờ niệm phật nhiều hơn trong tâm ngài không hề lay động vì đối với ngài chỉ có một niệm duy nhất là niệm Phật phát nguyện về cõi Phật, không có niệm gì khác. Còn chúng sanh khi gặp chuyện khởi lên phân biệt phải quấy đúng sai là tâm loạn động trao đảo qua niệm Phật. Ai khen ai chê ngài không bận lòng, còn chúng sanh ai khen thì mừng, ai chê thì buồn nên không vững vàng ngồi tòa sen. Phật tử muốn học được hạnh các vị tổ thầy nên tập làm ngu phu ngu phụ ai khen ai chê ai đánh ai chửi cũng a di đà phật chuyện phải quấy của chúng sanh để phật lo tổ thân loan giả ngu để yên thân tu tự nhận mình là ngu ngốc trọc đầu hòa thượng quảng khâm rất khiêm cung hạ mình ai cung kính lễ lại ngài cũng a di đà phật ai vu oan giá họa ngài cũng a di đà phật ngài rất an nhiên tự tại không dính mắt vào danh lợi được mất khi người ta chửi mắng mình vu oan giá họa mình tức là lúc cái si mê ám chướng của họ nổi lên che mờ tâm trí còn phần mình cự cãi lại phân trần phải quấy thì cũng si mê ám chướng như người ta do nghiệp chướng người ta mới có tâm đố kỵ ganh ghét nghiệp lực của người cộng với nghiệp lực của mình hai cái đụng nhau hơn thua trả thù trả oán lấy cái si mê của mình chống lại cái si mê của người hai cái si mê gặp nhau là vô minh mê khổ tối tăm học đạo rồi là phải biết áp dụng áp dụng bằng cách nào tức là đem a di đà phật là ánh sáng vô lượng là hào quang phật phủ trùm lên cái si mê của người muốn hại mình tức là cứ thản nhiên a di đà phật khi ánh sáng nổi lên rồi bóng tối phải lùi cái bóng tối si mê của người hại mình mới hết niệm a di đà phật là đem vô lượng hào quang phật phá tan màn si mê rất đơn giản nhưng phật tử không làm được vì khi cái ngã nổi lên mờ mịt quên niệm phật không giao phó cho phật nên mình khổ người ta cũng khổ nghiệp của chúng sanh đầy trời mình nên thương người ta tâm người ta đen thùi lùi mình ghét trả thù lại tâm mình cũng đen luôn đem cái đen thui vô tâm mình học sâu về tâm cái ghét rất nguy hiểm chỉ cần tư tưởng lệch là trong tâm thấy nặng rồi giới tánh đi sâu vào tâm hơn giới tướng giữ giới tướng dễ hơn giữ giới tánh chỉ cần tư tưởng lệch là phạm chỉ cần tư tưởng sai lệch là phạm giới sơ sảy một chút là đủ chuyện khổ đến với mình thời kỳ này có hàng triệu triệu tư tưởng quấy ác đang xen trên quả địa cầu xoáy vô mình nên trên bước đường tu gặp đủ chuyện rắc rối mấy chục năm qua sư gặp biết bao nhiêu là chuyện sư cứ a di đà phật tin chắc rằng phật không bỏ sư thì dù có gặp nạn tai rồi cũng qua gặp khổ khó là để tôi luyện tâm mình lúc khổ tâm chao đảo sư chấp nhận hết người ta có giết sư sư cũng a di đà phật an nhiên trong hào quang phật có ra đi cũng đi trong hào quang phật vì lúc khổ kêu cứu phật dễ hơn lúc bình thường dễ cảm ứng phật hơn đây là có sự tôi luyện hàng ngày sư tu đơn giản cứ a di đà phật không nghĩ tới người này người kia nghĩ làm chi cho rối lòng mình rối lòng là do ai tại mình mình biết tu rồi mà còn bận lòng ba cái chuyện đúng sai của chúng sanh sư chưa phải là thánh nên cũng có lúc vui buồn với chúng sanh nhưng nhớ lại lời phật nhắn nhủ con lo niệm danh hiệu tôi tôi rước về cõi phật con còn buồn vui với chúng sanh thì con ở lại ta bà buồn vui với chúng sanh nghĩ vậy sư tỉnh ra liền biết mình đã suy nghĩ lệch sư quay lại a di đà phật liền tâm rất an ổn như vậy là đã đứng vững trong hào quang phật